Bà chủ ơi, sao mà không có nước nữa vậy? Kêu gì mà kêu, nước máy thì không mất tiền à? Nhìn cái lá này, cái đất này, tôi đang chết khát đó. Tôi đang rất khát, tôi sẽ khiếu nại bà tới Hiệp hội Bảo vệ Thực vật đấy. Không phải mỗi nửa tiếng, tôi lại tưới nước cho cậu sao? Một tí nước còn không đủ một ngụm, mà nước tưới vào thì bay hơi cả đám. Nắng bay nóc mà trời không có mưa. Tiếp tục như vậy thì sau này của ăn dở cũng đừng trách tôi. Mấy cây xương rồng bên cạnh, không có than vãn như bạn đâu. Bạn dọa ai chứ? Anh à, của không có nước thì phát triển thế nào? Của không thể có vị đắng. Thôi, bạn giảm bớt dinh dưỡng nuôi cây đi, tôi sẽ cố gắng cung cấp nước. Huynh đệ, cuối cùng thì chúng ta cũng qua khỏi rồi đấy. Không ngờ, việc sử dụng ít nước nhiều lần lại có thể trồng ra của ngọt như vậy. Của cà chua chính là sự cô đặc của sự tinh túy này. Bà chủ ơi, sao mà không có nước nữa vậy? Kêu gì mà kêu, nước máy thì không mất tiền à? Nhìn cái lá này, cái đất này, tôi đang chết khát đó. Tôi đang rất khát, tôi sẽ khiếu nại bà tới Hiệp hội Bảo vệ Thực vật đấy. Không phải mỗi nửa tiếng, tôi lại tưới nước cho cậu sao? Một tí nước còn không đủ một ngụm, mà nước tưới vào thì bay hơi cả đám. Nắng bay nóc mà trời không có mưa. Tiếp tục như vậy thì sau này của ăn dở cũng đừng trách tôi. Mấy cây xương rồng bên cạnh, không có than vãn như bạn đâu. Bạn dọa ai chứ? Anh à, của không có nước thì phát triển thế nào? Của không thể có vị đắng. Thôi, bạn giảm bớt dinh dưỡng nuôi cây đi, tôi sẽ cố gắng cung cấp nước. Tôi đang chết khát đó, tôi đang rất khát, tôi sẽ khiếu nại bà tới Hiệp hội Bảo vệ Thực vật đấy. Không phải mỗi nửa tiếng, tôi lại tưới nước cho cậu sao? Một tí nước còn không đủ một ngụm, mà nước tưới vào thì bay hơi cả đám. Nắng bay nóc mà trời không có mưa. Tiếp tục như vậy thì sau này của ăn dở cũng đừng trách tôi. Mấy cây xương rồng bên cạnh, không có than vãn như bạn đâu. Bạn dọa ai chứ? Anh à, của không có nước thì phát triển thế nào? Của không thể có vị đắng. Thôi, bạn giảm bớt dinh dưỡng nuôi cây đi, tôi sẽ cố gắng cung cấp nước. Huynh đệ, cuối cùng thì chúng ta cũng qua khỏi rồi đấy. Không ngờ, việc sử dụng ít nước nhiều lần lại có thể trồng ra của ngọt như vậy. Của cà chua chính là sự cô đặc của sự tinh túy này.哎，小妞，早上有大雨季，肯定干啥好吃啊？哎，这干啥这是？哎，星巴达驴是不？哎，你们不找小妞了是吧？哎，你们想想是，今晚一次果就不再长了，留着也会自然枯萎的。哎，你个没良心的，就把我自己砍了是不？小妞是草本植物，可以无限繁殖，砍了来年还能再长新树。 Đại ca, suốt đời này, em chưa từng xin đại ca một việc gì cả. Liệu đại ca có thể giúp em một việc không? Anh bạn, anh cứ nói đi. Hiện giờ, tôi đang thiếu nơi ở cho các con của tôi cư trú. Liệu có thể cho các con của tôi định cư tại đây không? Con của anh liên quan gì đến tôi? Nơi lớn như vậy, để con tôi sống ở đây thì có vấn đề gì? Thật thiếu văn hóa, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Nếu anh để thế này, tôi sẽ không phát triển được. Tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Chú à, tôi đói quá, ăn một chút, được không? Các con của anh đã khiến tôi thiếu dinh dưỡng. Tại sao cây tre này lại không lớn được? Hóa ra có sâu ở bên trong, nhưng tôi không phải là loại sâu bình thường. Loài sâu tre chúng tôi từ bé đã được ăn phần bên trong cây tre, phần mềm nhất và ngọt ngào nhất, và nó rất sạch sẽ. Anh làm gì thế? Nếu vậy, cậu rất tốt đấy. Mang về và chế biến, thậm chí còn cung cấp thêm chất đạm cho bữa cơm. Này cậu, sao mà cậu vui thế? Tránh xa tôi ra. Đại ca, không phải tôi, là mùi tỏi ấy. Cậu nên tránh xa tôi ra. Mùi này không phải do tôi tạo ra mà. Đừng làm phiền tôi. Anh ơi, mùi này hơi khó chịu đấy.
liên quan gì tới cậu? Anh ơi, côn trùng cũng tránh xa chỗ này kìa. Không cần cậu quan tâm, côn trùng đang cắn tôi. Cứu tôi với. Cậu đã thấy chưa? Mùi tôi tỏa ra có thể xua đuổi côn trùng đấy. Cảm ơn anh. Có anh thật tốt. Trồng tỏi và cải trắng cùng nhau không chỉ giúp bảo vệ cải trắng khỏi sâu bệnh mà còn tận dụng không gian hiệu quả, giúp cả hai cùng phát triển. Hi hi, mình đã trưởng thành. Ây dô, gió đâu lạnh dữ bay. Ấy, làm gì vậy thằng cu ếch? Sao lại phủ rơm lên tôi? Trời lạnh nên phải phủ rơm cho cô em, không làm nhanh, về vợ anh nó lại gào lên. Cô em thấy thế nào rồi? Ấm hơn rồi anh à. Hay thật đấy. Nó sẽ giúp em tăng cường độ ẩm. Vậy tốt quá rồi, sau này rơm mục đi sẽ là nguồn phân cho em. Một công đôi việc, hơi bị chuẩn. Lần này mụ vợ anh hết kêu ca luôn. Cảm ơn anh cu ếch nhiều nhé. Anh phủ thêm cho em ít rơm nữa nào. Một tí tị tí tí sau. Gừng năm nay củ to thật. Cách rất hay cho chị em. Phủ rơm giữ ấm cho gừng thật tuyệt vời. Follow cu ếch nhé. Nó chỉ cho nhiều bài lắm.